Chào mừng các bạn đã đến với chương trình cập nhật thông tin về du học Hàn Quốc cho kỳ tháng 3 năm 2020 từ Du học Map. Ngày hôm nay thì chúng ta có thông tin gì mới từ trường đại học nào Yến Minh Trang nhỉ? Theo như em được biết thì ngày hôm nay vào 4 giờ chiều ngày 22 tháng 11 năm 2019, Đại học Trung An đã ra những thông tin mới nhất về chương trình tuyển sinh kỳ bay tháng 3 năm 2020. Đó là những thông tin nổi bật về yêu cầu và điều kiện về chứng minh tài chính. Chị Nga có thể chia sẻ cho các bạn cùng biết là những thông tin này là gì được không ạ? Đúng như Minh Trang vừa chia sẻ, ngày hôm nay vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 thì trường Đại học Trung An đã đưa ra thông báo tuyển sinh mới cho kỳ tháng 3 năm 2020, tức là kỳ nhập học mùa xuân năm sau. Trong thông báo này thì sẽ có những điểm nổi bật mà chắc chắn là rất là nhiều bạn là fan của trường Đại học Quốc dân này sẽ quan tâm, đó là về mục chứng minh tài chính, về yêu cầu hồ sơ cũng như là yêu cầu tuyển sinh của trường năm sau. Trong đó thì chắc chắn nổi bật nhất sẽ là yêu cầu về chứng minh tài chính rồi, bởi vì đây là một thông tin mà các bạn rất là hay hỏi và quan tâm. Thì trong thông báo đưa ra lần này có 3 điểm về chứng minh tài chính mà các bạn cần phải để ý. Thứ nhất đó là về sổ tiết kiệm. Năm nay thì Đại học Trung An trong thông báo mới sẽ vẫn đưa ra rằng sổ tiết kiệm được gửi trong ngân hàng Hàn Quốc có trị giá 10.000 đô từ ngân hàng Shinhan và Uri là những sổ tiết kiệm được khuyến khích. Các bạn chú ý từ được khuyến khích nhé, không phải là bắt buộc mà là được khuyến khích. Nghĩa là những lo lắng về việc là bắt buộc phải có sổ tiết kiệm gửi trong ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam hay không đã được gỡ bỏ. Các bạn được khuyến khích có sổ 10.000 đô được gửi trong Shinhan hoặc Uri. Bên cạnh đó, điểm thứ hai là nếu không có sổ gửi trong ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam, các bạn có thể duy trì sổ tài khoản của mình trong ngân hàng Việt Nam, nhưng tài khoản đó nên được mở trước từ 6 tháng và thể hiện những giao dịch thật tiền ra vào. Đó là một điểm có thể thay cho tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Hàn Quốc thì là Shinhan hoặc Uri. Điểm thứ ba nữa là các bạn cũng có thêm một lựa chọn là các bạn có thể nộp sổ tiết kiệm như những năm trước. Nhưng trường cũng nêu rõ một điểm là sổ ngân hàng Hàn Quốc có thể được yêu cầu một bổ sung sau khi mà phần phỏng vấn. Chẳng hạn như là khi mà một học sinh nhà như Minh Trang nộp vào trường Trung An, trường đã phỏng vấn Minh Trang rồi và trường thấy ok, trường có thể yêu cầu là học sinh này hoặc là phụ huynh mở thêm sổ tại ngân hàng Hàn Quốc ở Việt Nam, thì lúc đó học sinh và phụ huynh cũng sẽ có quyết định là mình có thể tiếp tục mở sổ hay không. Chứ cuốn sổ này thì cũng không yêu cầu từ đầu nữa. Vậy thời gian nào nộp hồ sơ là thích hợp nhất để kịp cho kỳ bay tháng 3 năm 2020 ạ chị? Theo thông báo được đưa ra từ trường Đại học Trung An ngày hôm nay thì thời gian nhận hồ sơ từ trường sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2020. Tức là các bạn cũng có tầm khoảng hơn 2 tuần để chuẩn bị. Tuy nhiên thì vào ngày 3 tháng 12 thì các công ty cũng đã phải nộp lên danh sách của trường là những học sinh nào tham gia ứng tuyển vào trường vào kỳ tháng 3 năm 2020. Đó là lý do là nếu các bạn có mong muốn trở thành sinh viên của trường Đại học Trung An vào kỳ xuân năm 2020 thì đây đã là thời điểm các bạn nộp hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ rồi đấy. Theo như em được biết thì Trung An cũng là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Hàn Quốc. Vậy thì yêu cầu đầu vào của trường Đại học Trung An có khó không ạ chị? Chúng ta vẫn luôn biết rằng trường Đại học Trung An thì hay được gọi vui là trường Đại học Quốc dân của nhiều sinh viên Việt Nam. Tức là tỷ lệ các bạn hỏi về trường Trung An luôn luôn đứng đầu trong danh sách những trường đại học tại Hàn Quốc. Đó là lý do mà trường Trung An thì đúng là rất là tốt và cũng có cái chuẩn tuyển sinh riêng của mình. Theo yêu cầu của trường và nhiều năm rồi không thay đổi, đó là học sinh thì nên có điểm GPA, tức là điểm trung bình các năm học từ 7.0 trở lên. Đó là cái mức điểm mà trường yêu cầu để nộp hồ sơ vào trường. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần chú ý là trường Trung An là một trong những trường xét rất là kỹ về tài chính. Tức là các bạn luôn luôn phải thể hiện rằng là bố mẹ mình có những nguồn thu nhập ổn định, có những cái chứng minh tài chính rất là rõ ràng về nguồn thu, về lương, về đăng ký kinh doanh, về thuế, thì các bạn đều phải chuẩn bị những cái giấy tờ đó. Tất nhiên là trong quá trình các bạn chuẩn bị hồ sơ thì MEP sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để các bạn có một bộ hồ sơ rõ ràng nhất và đúng chuẩn của trường Đại học Trung An nhé. Là đại diện tuyển sinh chính thức nhiều năm liền của Đại học Trung An thì không biết là khi học sinh nộp hồ sơ và du học MEP có được nhận những ưu đãi gì không ạ chị? Kỳ tháng 3 năm 2020 thì là một kỳ mà MEP đánh giá rất là cao và có một sự chuẩn bị kỹ cho những du học sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào Đại học Trung An. Chính vì vậy nên là MEP cũng có những chương trình học bổng riêng dành tặng cho những bạn có điểm GPA cao hoặc là chứng minh được cái khao khát của mình trở thành sinh viên của trường. Vì vậy các bạn hãy để lại comment cũng như là inbox dưới video này để được cập nhật thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh tháng 3 năm 2020 tại Trung An cũng như là những học bổng đặc biệt mà MEP dành tặng cho sinh viên nộp hồ sơ vào Trung An nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP và Trung An.